nhiều tiền không? Ôm 5 phút 25 đồng. This is a reminder of the strength of your life. Thank you. Hôm nay cả nhà đi cái này gọi là phe hội chợ phải không? Đây, xung quanh toàn là farm cây cối không nè. Sẽ đi vào vùng quê không? Đây là đậu parking nha, vào đậu park. Đây có người hướng dẫn mình đi đậu xe này. Dạ, đang đứng xếp hàng để lên xe bus để nó chở mình vào trong cái phe. Đường đi hơi xa cho nên phải chở xe bus. Thì xe 2 vậy nè. Đây, xe bus tới rước những người đang đứng xếp hàng ở đây. Việt Nam không? Có Việt Nam không? Mình còn rất người, còn rất đông người chờ mà xe không đủ nè. Mình chưa biết ở trong này nó có cái gì nha. Đi vào đây mới biết được. Gọi là Michigan State Fair ở đây. Đây, mình phải vào đây mua vé xong rồi đi tới cái hội chợ này. Đây, hai mẹ con đang coi giá. Đây, phải vào đây xếp hàng để mà mua cái vé muốn đi chơi cái gì này. Tổng đi vào nè. Welcome to the... Đây là mấy chiếc tàu đua nè. Đây là tàu nha, tàu đua đó. Cái này là chạy là khủng khiếp luôn á. Nhìn bỏ xuống biển nó nhỏ chứ để trên bờ nhìn to kinh khủng luôn. À mấy chiếc tàu này, he you know it's a race boat. Yeah, it's like a race boat. It's very expensive. Mấy chiếc tàu cắt có nghe mấy trăm ngàn một chiếc á. Đồ chơi này. Đồ chơi này bắt kìa nó nghe. Wow, nhìn cái máy của nó này. Máy chết của cái tàu để mà nó đua đó, nhìn kinh khủng không? Nó để cho mình một cái cho mình xin mình coi này. Giống như là chết của máy bay đó. Wow, this engine hit. Nè, mấy chiếc tàu này nó có cái trailer xe nó kéo lên nè. À, mấy chiếc này đắt tiền lắm. Yeah, beautiful. Đây là hội chợ gà nè. Nó không thiếu một loại gà nào hết trơn đó. Con gà trống đạp vô, gà trống bé tí à. À, hồi bữa anh có gà này mà bị con kia ăn đó. Ba con có thể là đấy. Gà đấy chỉ là gà queen. Là một câu này, cái giống một câu gì đẹp chứ này. Đây, thì gà này mình có một câu nè. Ôi gà này hít. Then we have the chicken. Gà này ở nhà mình có nuôi nè. À, vịt này vịt bé tí à. À, cái dãy này qua bên kia là quả hết. Anh đông hồ sơ thấy rất là đông. Anh ở đây nó khoái quá, thấy cái label đó quá đẹp luôn. Cái bí thịt đó nha, bí thịt đó, cái bí này nó to kinh kinh khủng luôn. À, thấy cái bí không? Cái bí luôn nè. À, nhìn thấy cái bầu á. Cái bầu mà dài 148 inch. Ở đây có 3 trái nha. Trái nào dài giống vậy hết trơn á. Cái bầu này ăn gì hết rồi. Ăn bí này nè. Bí to kinh khủng luôn. Mấy cái máy đan như thế này. Một cổ xưa đó. Đang đứng xếp hàng để xếp label. Thank you.
đây là bò phát sữa không à. Bò sữa kìa, thấy không? Bò này là chuyên sản xuất sữa đây. Các loại bò nghe, bò này bò 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 ốm này. Điểm nha, ai có bò dẫn bò tới đây nè, rồi không biết thi con nào đẹp hay là như thế nào đây nè. Thấy mình có thấy ban giám khảo ngồi chấm điểm à. Rồi có người đang ngồi, khán giả đang ngồi xem nữa nè. Hơi lạ nha. Thấy nó không có khác mấy con bò thường. Em gặp cảm nhận mãi em thấy tí à. Này là dê nha, dê màu xám nè. Có dê, dẫn dê đi 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 thi nè. Không biết thi được cái gì đây nè, mà thấy người ta đang xếp hàng chờ nè. Đang chấm điểm đó nha. Đây thịt con này. Đây men cù nè. Mang áo đi. Thấy không, mang áo này. Lòng tiểu lòng cù nè. Hết tóc kìa đó, thấy không? Giờ coi như tủi long luôn. Con này, ông này cũng nấu tại chỗ rồi. Nó đi xong rồi hai muốn ăn thử. Chicken breast with the Chelsea. Wow, mấy con này to. Mấy con này to. Nó hơi hấp dẫn nha. Biết đồ ăn có ngon hay không? Đấy, cảm giác mạnh ở đâu kia kìa. Nó muốn chơi cái này này. Đó, lên trên kia dây đu rồi nhảy lên nhảy xuống rồi. Đang
với vợ mình đang chờ xe tới chợ ra chỗ parking để lấy xe về. À, hôm nay đi hội chợ hơi nóng quá, rất vui nha, rất đông, rất vui. Đang chờ xe đến nè. Rồi, cả nhà lên xe rồi, giờ người ta chở mình ra ngoài chỗ đậu xe để lấy xe này. Thôi bye bye, chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn cả nhà tiếp tục ủng hộ Kiên Hoàng Family TV nè. Đây cái ly nước ở đây 10 đồng nè, thấy không? Ly nước 10 đồng nè. Vào đây cái gì đắt tiền hết trơn á. Chủ yếu là đi cho vui. Rồi cảm ơn cả nhà tiếp tục đồng hành với gia đình Hoàng Family những cái video kế tiếp. Bye bye. Bye. Xe rộng vậy mà không có chỗ đậu đủ nè. Nó phải đi xa ra nữa nó mới có chỗ đậu xe đủ. Cho nên mấy ngày này là mấy ngày lễ, cho nên người ta dẫn gia đình với con cả đi qua ra đi chơi rất là đông.